Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, đã xảy ra vụ sập hang nghi là do khai thác vàng trái phép. Khi xảy ra vụ việc, có 3 người đàn ông có mặt tại hiện trường là anh Ma Văn Thế, sinh năm 1985, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Triệu Văn Xuân, sinh năm 1985, trú tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Bàn Tòn Lưu, sinh năm 1989, trú tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn. Khi những khối đất đá lớn ập xuống vùi lấp cửa hàng, chỉ có Bàn Tòn Lưu chạy thoát ra ngoài được và bị gãy tay, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Còn hai người là anh Ma Văn Thế và Triệu Văn Xuân bị mắc kẹt trong hang. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương và phối hợp với Công an tỉnh Bắc Cạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn tìm kiếm người mất tích. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày đã đưa được Triệu Văn Xuân ra ngoài. Tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo và nói chuyện bình thường. Còn Ma Văn Thế chưa xác định được vị trí, tình trạng sức khỏe. Vị trí hang động hiểm trở, vách núi cách đường đi 500m và không thể sử dụng máy xúc, máy cẩu tiếp cận hiện trường. Trong khi đó, lượng đá vùi lấp cửa hang lớn, đá to hơn 100 mét khối. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xử lý kích thủy lực để nâng đá và dùng các biện pháp thủ công để tìm kiếm nạn nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã có văn bản hòa tốc số 4415 đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, mưa lớn đang xảy ra ở nhiều khu vực, trải dài từ miền Tây đến miền Bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố hàng loạt các cảnh báo thiên tai ở mức nghiêm trọng. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, điều kiện khí quyển trở nên không ổn định trên diện rộng, trải dài từ miền Tây đến miền Bắc Nhật Bản do ảnh hưởng của đợt không khí ấm và ẩm thấp kết hợp với giải front mùa mưa trải dài từ biển Nhật Bản đến miền Bắc Nhật Bản và khối áp thấp đang phát triển gây ra mưa lớn kèm sấm sét có thể xảy ra tại nhiều khu vực ở miền Bắc Nhật Bản vào ngày 1 tháng 7 và nhiều nơi từ miền Tây đến miền Đông Nhật Bản vào ngày 2 tháng 7. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra tình trạng lở đất, lũ lụt nghiêm trọng ở các vùng trũng thấp và lũ trên các sông ở nhiều địa phương của Nhật Bản như Hiroshima, Yamaguchi, Shimane, Toyama, Fukuoka, Shikawa, Nagano. Cảnh báo nguy cơ lũ lụt cực cao cũng được ban hành đối với các sông Niho, Koto và sông Saba chảy qua tỉnh Yamaguchi. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ có thể xảy ra khả năng vỡ một số tuyến đê trọng yếu. Tại thành phố Sunan, tỉnh Yamaguchi, lệnh sơ tán đối với 2.429 người thuộc 1.640 hộ gia đình ở quận Kano và Sugare đã được ban hành vào lúc 3 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, khi nguy cơ thiên tai ở mức cao. Thành phố Hiroshima cũng ban hành lệnh sơ tán đối với toàn bộ các phường Nishi, Saiki, Naka, Minami, Higashi, Asakita và một số khu vực phường Asa, Minami do nguy cơ lở đất tăng cao. Tất cả các thông tin cảnh báo đều ở cấp độ 4 trong 5 cấp độ cảnh báo của Nhật Bản, kêu gọi mọi người cần sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, do mưa lớn kéo dài và trên diện rộng, nhiều tuyến đường sắt thông thường ở tỉnh Hiroshima cũng đã phải tạm dừng hoạt động. Công ty đường sắt Tây Nhật Bản khuyến cáo mọi hành khách cần kiểm tra thông tin trước khi sử dụng dịch vụ các tuyến tàu. Tại khu vực phà Vịnh Tokyo, nhiều tuyến tàu cũng bị đình chỉ do gió giật mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, lượng mưa tại các khu vực phía Bắc Kyushu có thể đạt tới 200mm. Các vùng Tokai, Kinki và Chugoku, lượng mưa ước tính là 150mm. Vùng Kantokushin 120mm và vùng Hokuriku, Shikoku 100mm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về khả năng xảy ra sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy và mưa đá. Khuyến cáo mọi người dân cần đảm bảo an toàn, di chuyển vào các tòa nhà kiên cố nếu có dấu hiệu mây tích vũ đang tiến gần, tránh đến gần những khu vực nguy hiểm như sườn dốc, sông ngập nước, đồng thời luôn chú ý đến cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất. Thưa quý vị, nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 7 năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 7 năm nay, khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 7, sau đó suy giảm và có xu hướng gia tăng trở lại trong khoảng 20 ngày cuối tháng 7. Khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.
Đề cập đến tình hình mưa, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, kéo dài khoảng 2-4 ngày. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá. Trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên, chuyên gia khuyến cáo bão áp thấp nhiệt đới gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời kỳ này tiếp tục xuất hiện nắng nóng nhiều, mưa chỉ xuất hiện cục bộ, dẫn đến tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ, rủi ro cao, dễ xảy ra, dông lốc sét, mưa đá, gió mạnh, sóng lớn. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ, hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những bản tin tiếp theo.